và các bạn đang được thưởng thức uy lực mạnh mẽ như sấm của cặp loa P-Way đến từ Mỹ. Đây là model siêu khủng long nhất hãng, hoàn toàn vô địch, không có đối thủ để so đọ, xứng tầm với cặp loa P-Way này. Trong đoạn clip trước thì tôi đã review cho quý vị cùng khám phá cấu hình cũng như chất âm của cặp loa này, và với đoạn clip thứ hai này chúng ta lại được trải nghiệm với uy lực mạnh mẽ, với đặc trưng trở kháng 4 ôm mang lại cho giải trầm mềm và sâu thẳm lòng đất, kết hợp với uy lực mạnh mẽ cho những không gian lớn từ 50 tới một vài trăm mét vuông, hoặc các nhà hàng, quán bar hay các vũ trường thực thụ để trưng dụng cho cặp loa P-Way siêu khủng long khá là hiếm ở thị trường trong nước, với model P-Way SP6 bọ cạp được người Mỹ sản xuất cho thị trường của Germany và UK, có nghĩa là sản xuất cho thị trường của Đức cũng như thị trường của Anh Quốc, với ba thị trường đi đầu về audio lớn nhất trên toàn cầu. Và chúng ta có thể thừa thấy được rằng chất âm của những dòng loa đẳng cấp hạng sang và uy lực mạnh mẽ vô địch, hoàn toàn nó có thể so đọ với bất kỳ cặp loa nào ở phân khúc 2 bát súp 40. Như những dòng loa quen thuộc chúng ta có thể thấy, ví dụ như là JBL khá là quen thuộc và nổi tiếng, ví dụ 725 hay 4733, hoàn toàn quý vị sẽ không có cửa để so đọ về chất âm và phần thông số với cặp loa P-Way SP6 bọ cạp đến từ USA. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và chúng ta cùng đánh giá và nhìn nhận lại cấu hình của siêu phẩm loa nổi tiếng P-Way SP6 thương hiệu với con bọ cạp đến từ USA do người Mỹ sản xuất. Mời anh em cùng sản phẩm ngự. Tôi đang mở từ trên TV xuống, kết hợp với con đẩy ETC của Mỹ siêu khủng. Thấy phê hai cái đũa tai không ạ? Với chất âm của cặp loa này, chỉ cần nhích nhẹ cái volume thôi, chúng ta có thể thấy được uy lực mạnh mẽ như sấm của giải trầm kết hợp với giải trung âm, từng tiếng xóc xách nhỏ nhất cũng được thể hiện một cách rất là chân thực. Và bây giờ mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và chúng ta cùng ngắm nhìn lại siêu phẩm loa khủng long nhất hãng đến từ Mỹ, P-Way SP6. Mời anh em cùng thưởng thức. Siêu khủng dao động từ 1.000 tới 4.000W, trên cặp loa có độ nhạy cao 129 dB trên trở kháng 4 ôm. Sự lợi hại của trở kháng 4 ôm của dòng loa P-Way, những cặp loa hàng nòi gấu nhất hãng, hoàn toàn chúng ta chơi như JBL 725 hay 4733, quý vị sẽ hoàn toàn không có cửa để so đọ về uy lực. Điều này thì chúng ta không bàn cãi nhiều. Phần thông số rất là ấn tượng mà chúng ta đã thấy trên cặp loa khủng long bạo chúa này, rất là đẹp ạ, đẳng cấp của người Mỹ. Và tôi lưu ý rằng đây là model do Mỹ sản xuất cho thị trường của Đức và thị trường của Anh Quốc, với ba quốc gia đi đầu về âm thanh trên toàn cầu. Quý vị nào có đẳng cấp và sang trọng đến đâu đi nữa thì chúng ta vẫn phải công nhận với tôi rằng với chất âm của người Mỹ và người Anh thì những dòng loa nó đã quá nổi tiếng, và các dòng loa của Đức khá là đắt đỏ trên thị trường. Và ở đây thì chúng ta đang được ngắm nhìn siêu phẩm loa do hãng P-Way thiết kế cho các quốc gia đi đầu về âm thanh. Bởi vậy nó sở hữu chất âm miễn bàn luận ở mọi phương diện, cho nghe nhạc lẫn karaoke chuyên nghiệp, với uy lực mạnh như một cái vũ trường, không có đối thủ ở phân khúc 2 bát súp 40. Công suất của nó lớn tới 4.000W tối đa, 2.000W trên một chiếc loa là theo thông số trung bình, và 4.000W cho cả đôi, thấp nhất ở ngưỡng 1.000W cho một chiếc loa. Với hai quả bát siêu trầm đường kính 40 cm, chúng ta thấy được rằng gân vải xếp tẩm dầu, nó có độ bền tới hàng trăm năm,
mang giảm chấn ở phía sau lưng của nó được dập các cái sống giảm chấn chịu nhiệt rất là mạnh mẽ. Xương đúc và từ lớn tới 22 cm, côn 100, 4 quả mát súp từ 22 côn 100 và ống hơi to như là 4 cái cửa sổ về phía mặt trước. Chúng ta có thể thấy được lực đánh khủng khiếp của cặp loa P7 SP6 bọ cạp. Đó, chúng ta đang nhìn thấy con bọ cạp ạ. Quý vị thấy phê không ạ? Và một điều đặc biệt, chúng ta cùng ngắm nhìn phía bên trên. Ở phần trên của cặp loa này thì quý vị đang được nhìn thấy quả trung âm siêu khủng với đường kính ngang của nó 50, cao tới gần 30. Đó, với quả chóp phân âm hỏa tiễn giống như là nguyên cái đầu và cái đuôi của tên lửa. Đó, gọi là hỏa tiễn. Quý vị ngắm đi ạ, phê chưa ạ? Không thể không hay được. Trung âm họng lớn thì cho cái lời hát cực kỳ là tuyệt vời. Cổ của nó 18 cm ạ. Đó, chóp hỏa tiễn này, họng lớn này. Hát thì sao bảo sao là không phê. Đối thủ thì lấy đâu ra mà so đọ. Rất ít có đối thủ xứng tầm để so đọ. Nhất là trong tầm giá của cặp loa này thì tôi chắc với quý vị rằng không có đối thủ đâu. Phần bên trên là quả check can cũng với phần họng của nó lớn tới 50. Củ RX22 nổi tiếng của hãng PV. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng cặp loa gấu nhất hãng và khủng nhất hãng. Có trọng lượng nặng 142 kg, cao tới 1m35. Đó, ngang 50, sâu tới 60. Quý vị thấy không ạ? Phê không ạ? Công suất mạnh mẽ tối đa lên tới 4.000W thì quý vị phải biết rằng nó là khủng cỡ nào. Và sự lợi hại mà tôi luôn nhấn mạnh với quý vị rằng những dòng loa sở hữu trở kháng 4 ohm nó cho tiếng trầm xuống rất là sâu. Đó, quý vị quan sát này. Hậu sâu tới 60 phân. Thùng của nó là thùng gỗ và phủ composite. Nó là siêu bền. Và rất là đẹp. Hai tay cầm bằng thép phía sau lưng. Chúng ta cùng ngắm nhìn tiếp theo lại một lần nữa. Phía sau. Đó, quý vị nhìn tôi đang di chuyển cặp loa khủng long này, quý vị sẽ thấy được nó là kinh khủng cỡ nào. Đó, phía sau lưng và trên nóc là hai cái tay cầm và logo của PV này bằng thép này. Đó, quý vị cầm cái tay này và ngả nó về phía sau lưng và hai bánh xe phía dưới chân để cho chúng ta di chuyển. Rất là tiện dụng. Ở phần thông số thì chúng ta cùng quan sát tiếp theo này. Đó, khi mà quay thì quý vị cứ lưu ý rằng cứ ngắm và nhìn cận cảnh từng cm đi ạ, để chúng ta khỏi hỏi rằng đẹp không ạ. Đẹp thì có lẽ rằng nó là đẹp hết tầm rồi. PV SP6 Made in USA, tích hợp các chế độ đánh bi am và đánh tổng thể 3 giải, một rắc 6.5 ly cho cổng in, 6.5 ly cho cổng out, và đồng thời chúng ta thấy rằng rắc new trích phía bên trên. Chúng ta quan sát tiếp theo này. Ở phần bên dưới của cặp PV bọ cạp này. Đó, quý vị nhìn các cái dòng chữ của nó đẳng cấp không ạ? Nhìn từ cái chữ của nó cũng là đẹp. Đó, công suất thì ở một loa ở đây thì ở ngưỡng 2000W. Đó, 2000W này là công suất trung bình quý vị nhé. Và công suất mặc định tôi thấy hãng trên thông số của hãng thì nó ghi là từ 1000 tới 4000W tối đa. Nó rất là kinh khủng. Đó, quý vị thấy rằng ở đây còn một điều quan trọng nữa mà tôi nhấn mạnh với quý vị rằng mặc dù rằng SP6 Made in USA rồi và chúng ta còn thấy được rằng có xuất xứ cho thị trường của UK, có nghĩa là của Anh Quốc này và của Germany này, của Đức này. Đó, quý vị thấy rõ không ạ? Quá đẳng cấp. Và đằng sau logo này, tem cờ của nó đang là trắng tinh này. Đó, quý vị nhìn này, mới và đẹp hay không thì chắc quý vị đã thấy được câu trả lời. Ông nào mà chưa thấy thì đừng hỏi đẹp không hay nữa. Hết tầm rồi. Loa bãi như thế này thì chẳng ông nào mua được đẹp hơn đâu ạ. Có mua được cái thùng xốp nữa thì nguyên thùng đóng vào thì mua thôi. Đó, quý vị thấy rằng tôi đang là phải dùng chân này. Đó, đẩy này. Đó, nặng chưa? Quá khủng. Nguyên chất âm của cặp loa này, bám tay vào đây, quay nó. Giống như là một cái vũ trường. Rồi, chạm tay vậy nha. Ok, để bỏ máy đi, quay chỉnh lại. Quý vị cảm nhận thấy không ạ? Rất đẹp. Phong cách của người Mỹ. Những cặp loa có độ khủng nhất hãng. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định thì quý vị sẽ thấy được rằng là còn rất là nhiều những tuyệt phẩm loa nữa từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mà tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị tham khảo và cùng trải nghiệm, để chúng ta sẽ có cơ hội để lựa chọn cho mình những tuyệt phẩm loa từ các thương hiệu nổi tiếng, đẳng cấp sang trọng cũng như chất âm không bàn luận. Nó đã rất là nổi tiếng và rất là quen thuộc. Và luôn dành cho anh em có phong cách màu nẻ nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Và cuối đoạn clip thì tôi sẽ mời quý vị cùng trở lại với một vài giai điệu nhạc mềm mại và
quen thuộc nữa trên kênh để chúng ta sẽ thấy được đẳng cấp và sự thể hiện của một cái vũ trường đích thực chiếc máy quay, có thể đáp ứng mọi thể loại nhạc hiện có và karaoke chuyên nghiệp với chất âm giống như đang được đứng trên sân khấu mang lại cho lời hát tương tự như ca sĩ đang thể hiện, cực kỳ là chuyên nghiệp. Mời anh em cùng thưởng thức. Mặc dù nhạc nhẹ nhàng, quý vị vẫn thấy được tiếng trầm sâu thẳm lòng đất. Quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức.